Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Mazda 3 Mẫu xe này anh em quá quen thuộc rồi Thời điểm những ngày hôm nay là những ngày cuối tháng 7 Nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng Bên em có chính sách khuyến mại thêm cho anh em cụ thể cho mẫu xe Mazda 3 này Tặng thêm bảo hiểm thân vỏ tại cơ sở Hà nội Giảm tiền mặt tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh Ngoài ra thì vẫn còn cơ chế linh động tặng thêm phụ kiện cho anh em nữa và cụ thể chính sách bán hàng cho từng phiên bản Mazda 3 thời điểm cuối tháng 7 này như thế nào Mời anh em cùng xem chi si tiết video Mẫu xe Mazda 3 có hai kiểu dáng để anh em lựa chọn Đó là kiểu dáng hatchback và kiểu dáng sedan Và hiện tại thời điểm này thì gần như là anh em không lựa chọn kiểu dáng hatchback Vì với nhu cầu anh em lựa chọn kiểu dáng hatchback thì thường anh em sẽ lựa chọn một mẫu xe gầm cao cỡ B Chứ rất ít anh em lựa chọn chiếc Mazda 3 bản hatchback sport thời điểm này và anh em nào đang tham khảo chiếc Mazda 3 hatchback thì em cũng tư vấn anh em nên tham khảo thêm những mẫu xe gầm cao cỡ B khác. Còn đối với kiểu dáng sedan thì đây là kiểu dáng truyền thống rồi. Rất nhiều anh em quan tâm đến kiểu dáng sedan của Mazda 3. Đối với kiểu dáng sedan của Mazda 3 thì anh em sẽ có 4 phiên bản. Phiên bản thấp nhất đó là Mazda 3 sedan bản Dynamic. Phiên bản thứ hai đó là Mazda 3 sedan bản Luxury. Phiên bản thứ ba đó là bản Premium và phiên bản thứ tư đó là bản Signature. Chính sách bán hàng của Mazda phân vùng thị trường anh em lưu ý hiện tại bên em đang có cơ sở hà nội và thành phố hồ chí minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em còn anh em ở các tỉnh khác anh em xem video để tham khảo thôi còn mua xe thì anh em vẫn phải ra showroom ở địa phương của mình để chốt giá đàm phán giá cả anh em lưu ý và ngày hôm nay cũng là những ngày cuối tháng rồi chính sách hỗ trợ 50% mươi lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp thì hiện tại vẫn chưa được chính thức và cá nhân em thì vẫn đang hy vọng một vài ngày tới sẽ có văn bản chính thức áp dụng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và trong video em vẫn sẽ tính cho anh em giá xe ra biển số nam bánh khi anh em được hỗ trợ thuế để anh em tham khảo mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên đó là chiếc Mazda 3 sedan bản đỉnh tại cơ sở nội giá bán cho anh em là 579 triệu tặng kèm anh em một năm bảo hiểm thân vỏ cùng với các phụ kiện cơ bản khác tại cơ sở thành phố hồ chí minh giá bán cho anh em là 574 triệu hỗ trợ giảm 5 triệu tiền mặt và tặng anh em một số những phụ kiện khác không tặng bảo hiểm anh em lưu ý và với giá bán như trên, giá xe ra biển số 5 bánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội sẽ là 638 triệu, các tỉnh áp 12% là 618 triệu, các tỉnh áp 10% là 612 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 627 triệu. Giá xe ra biển số 5 bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước và anh em cũng đã tính trước anh em được giảm thuế, chưa bao gồm bảo hiểm thất vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau anh em ở hà nội cần chuẩn bị 146 triệu các tỉnh áp 12% là 126 triệu các tỉnh áp 10% là 120 triệu biển thành phố hồ chí minh sẽ là 135 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản nữa đó là bảo hiểm thất vỏ và dịch vụ đăng ký xe chọn gói trong khi đó bảo hiểm thất vỏ thì cơ sở hà nội anh em được tặng rồi cơ sở thành phố hồ chí minh thì anh em không được tặng vì đã giảm trừ tiền mặt và anh em phải mua trị giá năm đầu là khoảng 6,9 triệu cùng với chi phí thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 492 triệu tương đương với 85% giá trị xe trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8 triệu trong đó gốc chia đều là 5,1 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,9 triệu dư nợ sẽ giảm dần phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Mazda 3 sedan bản luxury ra bán tại hai cơ sở bên em theo chính sách bán hàng hiện tại Cơ sở Hà nội giá bán cho anh em là 624 triệu tặng kèm anh em một năm bảo hiểm thân vỏ cùng với các phụ kiện cơ bản khác. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giảm 5 triệu tiền mặt, giá bán chỉ còn 619 triệu và cũng tặng anh em một số những phụ kiện cơ bản khác. Căn cứ từ giá bán này, giá sẽ ra biển số lăn bánh tại các địa phương khi anh em được hỗ trợ thuế. Em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 683 triệu, các tỉnh áp 12% là 663 triệu, các tỉnh áp 10% là 657 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 672 triệu. Giá xe ra biển số năm bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Mazda 3 sedan và luxury, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 152 triệu. Các tỉnh áp 12% là 133 triệu. Các tỉnh áp 10% là 127 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 141 triệu. Ngoài ra thì anh em cũng vẫn sẽ phải mua thêm hai khoản nữa đó là bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Bảo thất thân vỏ thì cơ sở Hà Nội anh em cũng đã được tặng rồi. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì bắt buộc phải mua và năm đầu chỉ giá là khoảng 7,4 triệu. Còn dịch vụ đăng ký xe chọn gói thì anh em ở Hà Nội thì khoảng hơn 3 triệu, thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 2 triệu rưỡi. Còn các tỉnh khác thì anh em chủ động làm việc. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 530 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,7 triệu trong đó cũng chia đều là 5,5 triệu của vốn lãi suất tháng đầu tiên là 3,2 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần phiên bản thứ ba em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Mazda 3 sedan bản Premium giá bán thời điểm cuối tháng 7 của hai cơ sở bên em sau cơ sở Hà Nội giá bán vẫn ổn định ở mức 729 triệu và anh em được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ cùng với một số những phụ kiện cơ bản nữa cơ sở thành phố Hồ Chí thì hỗ trợ giảm 5 triệu tiền mặt giá bán chỉ còn 724 triệu và cũng tặng anh em một số những phụ kiện cơ bản với giá bán này giá xe ra biển số năm bánh tại các địa phương khi anh em được hỗ trợ thuế em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau anh em ở hà nội sẽ là 795 triệu các tỉnh áp 12% là 776 triệu các tỉnh áp 10% là 768 triệu và thành phố hồ chí minh sẽ là 783 triệu giá xe ra biển số năm bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình giúp em và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau anh em ở hà nội cần chuẩn bị 176 triệu các tỉnh áp 12% là 156 triệu các tỉnh áp 10% là 149 triệu và thành phố hồ chí minh sẽ là 167 triệu ngoài ra thì anh em vẫn sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ tại cơ sở thành phố hồ chí minh và trị giá là khoảng 8,7 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 619 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,1 triệu trong đó gốc chi đều là 6,4 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,7 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần ngoài ba phiên bản trên thì còn một phiên bản cao cấp đó là chiếc Mazda 3 sedan bản signature phiên bản này sẽ cao hơn so với phiên bản premium khoảng 10 triệu và em cũng xin phép không tính giá xe ra biển số làm bánh cho anh em vì trên nhạch dõi bản premium không nhiều anh em quan tâm thì anh em nên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em tư vấn chi tiết hơn như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda sedan tại thời điểm những ngày cuối tháng 7. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.